Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Ante Channel. Và các bạn ơi, hôm nay đã có xuất hiện Edwin mới rồi các bạn ạ. Anh em mình cùng nghe nhẹ nha. Sự kiện lần này chúng ta sẽ đến với thành viên, wow, một cái bé khá là đặc biệt, Titanium. Ui, con này có bộ cute nha. Anh em mình bây giờ chạy lên trên để coi cái thành viên siêu phẩm này coi như thế nào nha. Wow, một cái bé vô cùng dễ thương luôn. Hai chân dậm thẳng xuống đất các bạn ơi. Thì chiêu bé này gồm có là 4 chiêu ha. Chiêu đầu tiên mình hay kêu đó là kim loại ha. Chiêu thứ hai của chúng ta sẽ là nguyên thoại. Thứ ba là điện. Và chiêu cuối cùng sẽ là war, hay gọi là chiến tranh nha. Rồi, con này thì nhìn khá là đẹp ha. Và các bạn ơi, Hunter thì có nhận mở những cái gói VIP trong game nha. Đây, anh em nào đang cần mở những cái gói VIP trong game thì cứ việc liên hệ với mình luôn. Và anh ta mở thì cái giá trong game nha mọi người. Và kèm thêm một ít phí nữa ha. Mình không có mở nhận mở giá rẻ cho nên các bạn yên tâm ha. Với lại là mình mở có hóa đơn đàng hoàng cho nên mọi người không phải lo. À, không phải lo nhà phát hành ban nít hay là khóa nít của mọi người nha. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ đến với đó là... Wow, để mình xem coi. Đầu tiên thì vô nhận thưởng cái nha mọi người. À, và hắn tay có bán những cái nick Dragon City cho mọi người nha. À, trên cái trang web của mình là trang hantaychannel.com luôn. Các bạn nhớ ghé vào trang web của mình để xem, cũng như là cập nhật được những cái event mới ha. À, và bán thì các bạn liên hệ trực tiếp với mình qua Zalo, qua Facebook nha mọi người. Link Facebook mình để bên dưới phần mô tả của video ha. Còn Zalo thì mình cũng để cái số điện thoại mình bên dưới phần mô tả video luôn. À, các bạn thích cái các bạn vào xem thích ạc nào thì cứ việc liên hệ với mình ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với đó là cái khu vực đi ghẹo chọc nha các bạn. À, vô nghĩa nhẹ khu vực quest coi. Có ghẹo ai ở đây được thêm nè. Wow, ở đây thì mình ghẹo được cái này nè các bạn. U la la, thành viên Heroic VIP của anh em mình hôm nay đi quậy tiếp nha. Để cho bé yêu làm mưa làm gió nè. Hàng này là siêu phẩm nha mọi người. Gọi là vài tháng nữa mình mới ra được một con như vậy chứ không có dễ dàng mà nhà phát hành ra một cái con hàng xịn cho anh em ha. Đó, lâu lâu mới có được một con. Wow, và bây giờ thì anh em mình victory nè. Rồi, bật nhẹ cái này luôn. Sau đây thì cho anh em mình bị kẹt ở cái pha này rồi. Mình nó thì cũng đang cố gắng để lên anh em mình đánh lên trên một cái cửa mới đó mọi người. Mà bây giờ mình đang bị kẹt ở cái chỗ này rồi. Ôi chà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với cái khu vực, đó chính là khu vực arena ha. Vào đây giao lưu nhẹ coi. Wow, cái gì vàng rồng của mình bị vả bay màu hết luôn vậy đó hả. Cây thế nhờ. Rồi Heroic thì anh em mình có được bé Heroic vào nè. Chỗ này anh em mình cũng mang được cho bé mắt đỏ. Mình nghĩ là bé mắt đỏ nó sẽ lợi hại hơn đấy. Rồi lần này thì chúng ta sẽ mang bộ ba khá là đặc biệt nha mọi người. Ôi tên bạn có con Heroic AS luôn. Mình thì đâu ngán thành viên nào hen. Đây, cầm cái tem này đi thì sợ gì. Đầu tiên thì anh em mình cười nhẹ và chúng ta sẽ có thêm một lượt đánh nữa nha. Đó, một lượt đánh này. Ôi cha, con này đang sát thương nhân 2. Sát thương nhân 2 và tên bạn có tầm khoảng 200.000 máu thì lớn. Thôi, ui, giấy vớ không hạ được á mọi người. Cày quá nha. Rồi, bé yêu này đã bị ngủm củ tỏi. Trở lại thêm một lần nữa. Đây, anh em mình khử luôn đi ha. Thành viên tiếp theo sẽ là... Wow, sát thương. Đã hay, anh em mình đang được đam gấp đôi nha. 221 cành luôn. Wow, con này cute phết nha. Lần này thì anh em mình bật lại tên bạn luôn các bạn. Dòng Kaman nó được cái đó chứ là khi mà miễn nhiễm sát thương là anh em mình đam tăng gấp đôi liền. Rồi, và thêm một lượt đánh nữa thì tên bạn không có cơ hội để có thể bật lại mình nha. Rồi, victory anh em ơi, ngon lành nha. Rồi, và hắn ta có bán những cái mảnh rồng cho anh em nâng sao hoặc là summon luôn nha. Các bạn thích những cái bé nào thì cứ việc inbox mình trực tiếp qua Facebook nha. Ôi tem này mới quýnh xong mà đổi tem. Ui Heroic Dream được vào đây luôn hả. Cái này căng nha. Quýnh gặp con này là hơi khoai đó mọi người. Mình nhớ là cái nick này của mình nó cũng có mấy con xịn xịn mà đâu mất đều hết trơn rồi. À Vodo thì bị ngủm củ tỏi. Kama cũng bị ngủm luôn rồi hả. Không có gọi là làm ăn gì được hỗ trợ cho anh em hết trơn hết ấy.
Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ đến với tuyệt chiêu đặc biệt các bạn. Bóp 236 cành. Bây giờ là gõ một cái thêm một lượt đánh nữa nè. Đó, mình đâu có sợ bạn đâu nè. Rồi bây giờ anh em mình gõ thêm cái nữa coi. Để mình coi coi bây giờ xài cái chiêu nào đam nó khủng khủng xíu. Lắm. Yeah. Rồi bây giờ chú xài chiêu gì với anh đây? Ây cha, nó quýnh mình cũng cua tỏi rồi. Rồi bây giờ Heroic của mình ra tay nha mọi người. Bây giờ thì anh em mình cố gắng thôi. Mình không có cái con nào mà quánh đánh cho cái con bên trong được hết. Anh em mình đổi đi. Cái này là cần thêm một lượt đánh nữa thì cái chiêu nó mới hồi lại. Đây, cuối cùng thì chiêu của anh em mình cũng đã hồi lại được rồi đây. Thôi anh em mình đang xài về sát thương nhân 2 thì lụm con này trước đi ha. Wow, 209 cành. Con này nó xài chiêu gió các bạn, nó không có xài chiêu đặc biệt. Chứ nó xài chiêu đặc biệt đó là anh em mình bị lên dĩa con này liền. Tại vì con này có khả năng quýnh lan đó mọi người. Đó, được cái đó là bạn này không sử dụng chiêu VIP nha mọi người. Quýnh cũng rất là hồi hộp luôn. Wow, đổi tem. Ôi, tem bạn lần này hơi căng nha. Vodos Macaron với lại là một con Titan Macaron. Đội hình này thì nhìn cũng khá là quái chờ đậu ha. Rồi bây giờ thì ấy cha, cái gì căng vậy? Ôi, nó quýnh hai lần luôn các bạn ơi. Anh em mình chưa có cơ hội để bật lại luôn. Rồi anh em mình gõ nhẹ cái trước. Đó, thêm một lượt đánh. Bây giờ mình sẽ phải chuyển sang cái con rồi, để yêu này đi ha. Lưỡi hái tử thần. Chào hỏi tên bạn một cách gọi là nhiệt tình. Wow, cái gì con này đam to thế nhờ. Ôi, bây giờ anh em mình sẽ nhờ đến đành phải nhờ tới con này thôi, hết cách. Ấy ôi, con này nó giật đam ghê đi quá các bạn ơi. Này cần một lượt đánh nữa mới hồi chiêu. Ôi tem bạn nó mạnh kinh khủng nha. Trời ơi, không đùa với tem bạn được luôn ấy. Rồi khử được một em. What? Cay rồi các bạn à. Pha này anh em mình phải phá giáp. Ôi chà, nó hút máu mình nữa chứ. Chơi gì ai chơi lại man. Ôi, nó chơi nó hút máu mình nữa các bạn ơi. Tầm này hơi khó sống rồi đây. Kèo này tính toán làm sao đây chứ. Con Kamat này nó phải bật được cái miễn nhiễm sát thương. Ôi nó không bật được các bạn à. Tình huống này thì khá là cay rồi. 130.000 đam kiểu nào lên đây. Ây cha cha. Wow, biết vậy sử dụng con này trước là anh em mình đã hy sinh đến một con rồng rồi. Đổi tem. Rồi bây giờ anh em mình mang cái vàng khác ra. Wow, Kamat thôi né đi các bạn ơi. Mấy con Kamat này quýnh ức chế lắm. Quýnh nó miễn nhiễm phát một là anh em mình đấm đuối như trái chuối liền. Rồi giao lưu nhẹ. Thành viên tem bạn thì level là 70 đúng không? Anh em mình thì bật cái chiêu quýnh. À thêm một lượt đánh nữa cái đi ha. Sau đó thì anh em mình chơi chiêu đặc biệt nè. Wow ơi, ngẫm cua tỏi luôn. Rồi rồi, tầm này anh em mình vẫn có hai chiêu đặc biệt. Rồi xài chiêu này trước cái đã. Wow, 103. Còn chiêu này thì sao đây? À, siêu này là bơm máu à. Thôi thôi chạy vô. Tình hình này là thấy không ổn lắm rồi đó nha. Wow, rồi là một em nè. Hai con còn lại thì thuộc dòng Legend. Chắc dễ thở hơn một xíu chứ nhờ. Chứ nó quýnh ép kiểu này là khó thở luôn á các bạn ơi. Thêm một lượt đánh nữa đi. 92.
Nhảy qua con này thêm. Ôi con này nó chưa hồi chiêu. Căng thế nhờ. Rồi chiêu hồi lại chưa. Wow, ông áp các bạn ơi. Bơm máu đại pháp cái coi. Ui, ông bơm máu gõ người ta luôn rồi. Chạy vô. Anh em mình còn cái khả năng hồi sinh với cái bé này. Hồi sinh trở lại. Đây. Bé này thì sao? Trời chiêu chưa hồi lại nữa, căng nhờ. Ơi, chiêu chưa kịp hồi luôn các bạn ơi. Tình hình này là anh em mình chắc phải hy sinh rồng rồi. Lắm. Ôi ôi vẫn còn. Trời ơi, nó còn 98 giọt nó mới đau. Cay quá nhờ. Lụm đại cái đi nè. Ơ cái gì vậy man? Cái câu này nó chơi khôn quá vậy đâu vậy các bạn. Thiệt tình nó chạy vô nó cho cái con kia ra cho con kia bị ngụm của tỏi. Cay thiệt sự. Nó đánh rồi là mình không biết đường đâu mà lần. Không tính toán được với cái con này. Rồi anh em mình có ma cà rồng nè. Bé ở dưới đây là chúng ta có vàng ma cà rồng nữ hoàng luôn. Rồi được. Bập luôn các bạn. Ngán ngẩm gì tầm này nữa. Chơi là khô máu luôn nè. Đó, nó kích hoạt khả năng miễn nhiễm sát thương luôn. Quýnh mình văng vách luôn chứ đùa. Chọc cái gì không chọc mà đi chọc ngay cái con khao mát. Gặp cái con khao mát này. Nó thật, ê cái gì vậy. Rồi rồi, nó kích hoạt miễn nhiễm nữa rồi. Bây giờ anh em mình tính toán kiểu gì bây giờ. Ây, nó chơi trò bơm máu các bạn ơi. Nó cứ bơm anh em mình cứ bập thoải mái. Ây cha, ui cha, xó sổ luôn một con rồi. Chơi gì ai chơi lại man. Rồi thêm lượt đánh nữa cho anh coi. Rồi bây giờ anh em mình bắt đầu lụm nè. Wow mạnh mẽ dữ. Bật cái hút máu lên sát thương nhân 2 luôn. Đó máu full cây liền. Xài chiêu đặc biệt luôn. Ồ vậy mà vẫn còn luôn đó hả. Rồi nhân vật này sẽ là Macaron. Anh em mình giờ phải ao nhay với con Macaron này nữa hả. Rồi chơi chiêu VIP luôn. Đó 119. Rồi bây giờ anh em mình chơi trò hút máu nè các bạn. Đem máu của tem bạn về anh em mình xài. Ôi con này nó chơi tăng máu 21%, sát thương tăng 24% nữa. Hàng gì máu nó lên tới 300 mấy. Rồi victory nha. Chỗ này anh em mình. Ui chà phải đối mặt với một cái tem khá là khủng bố hả. Anh em mình có con rồng nào nó xịn xịn xíu nữa không. À có Heroic AS. Đây chơi khô máu luôn. Ôi cái gì mới vô gõ mình lẹ dữ vậy mấy men. Từ từ. Chưa gì hết mà bay vô nó đè nó gõ mình rồi. Đó đây là đánh lan đó. Ây 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 cha gãy cánh rồi. Cây nhờ. Mới vô chưa gì hết mà nó giao luôn mình cả khúc máu. Ôi lọc nó hạ luôn mình một con chứ. Thêm lực đánh nữa nè. Đó mới vô là phải ao nhay nhiệt tình với tem bạn mới được. Lắm. Ôi nó quýnh mình muốn gãy cánh luôn các bạn ơi. Hết máu. Rồi lụm được một em nha. Thành viên tiếp theo sẽ là Rim. Bật chiêu đặc biệt luôn. Bơm máu. Yeah bơm máu được cho hai con. Wow 115 canh. Bây giờ anh em mình chơi luôn chiêu VIP đi. Thêm một lượt đánh nữa nè. Ây cha cha. Kèo này có bộ hơi khoai nha.
lắm. Ấy, nó hồi sinh thôi rồi rồi các bạn ơi, nó hồi sinh thêm một con nữa, anh em mình sống sao đây? Sống làm sao đây hả các bạn? Trong khi nó chơi mà nó hồi sinh mới đau chứ. Lắm. Mì hả bưởi. Rồi nó quýnh mình tắt đài luôn rồi. Bật cái hút máu lên. Nó chơi nó hồi sinh lại nguyên con vậy rồi đánh đấm sao nổi đây các bạn. Nó phải chơi nó hồi ít ít còn đỡ này, nó hồi nguyên một con luôn. Ôi chà. Hút máu đại pháp. Ây, cái chiêu hút máu mình nó chưa trở lại nữa mới đau. Ôi, trời ơi, căng thiệt sự. Vậy là anh em mình phải thua trận này hả mọi người. Rồi, bây giờ anh em mình ra nghía nhẹ xíu nha. À, ở đây anh em mình có thể đó là like những cái bé rồng cũng khá là xịn sò nha. Anh em thích bé nào thì cứ việc búp bé đó nha. Chỗ của mình hiện tại bị full rồi. Ok, và các bạn ơi, anh em nào chưa đăng ký kênh đừng quên để lại cho tôi một lượt đăng ký nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.